Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vui Tặc Jimmy. Rồi, hôm nay mình sẽ quay lại Liên Minh. Mình cảm thấy trước mình có ra một clip Liên Minh Battle thì anh em rất là thích. Hôm nay mình sẽ vào Liên Minh test công thức. Mình thì mình mới biết chơi thôi, nên có gì thì anh em thông cảm. Vô fix mạng gì thì cũng thông cảm mà. Hôm nay mình test công tướng Garen. Vậy My heart and sword always for Demacia. Hôm nay mình mở nick của một bạn của mình. Mình vào test con Garen và tất nhiên là mình đánh với máy nha. Đánh với người mình đánh không lại rồi. Có hai skin sa mạc với lại biệt kích nữa bạn. Đó, rất là đẹp. Như là bộ đội vậy đó. Ủa tôi chết rồi. Đang chọn skin biệt. Hôm nay mình đang định test skin biệt kích nhưng mà nó lỡ sang sa mạc rồi. Thôi lỡ thời gian luôn không sao. Đánh với máy hết nha các bạn. Chứ mình mới biết chơi thôi. Có gì các bạn thông cảm. Anh em nào mà nói nhau lại bọn anh em của mình, bạn nào có clip lộ con đất liên minh mà nhiều skin thì cũng tin tưởng có thể cho mình mượn mình vào mình test. Ok, rồi chúc các bạn buổi trưa thật là mát mẻ tuyệt vời nha. Cũng như là xem clip mình thì nhớ chia sẻ cho nhiều người biết nữa. Rồi có gì nhấn vào like và subscribe kênh cho mình, cho kênh mình sớm đạt được 4.000 subscribe các bạn. Mình đang rất là mong chờ đạt 4.000 này mà anh em subscribe ít quá. Đây là mình Garen chiến binh sa mạc đây. Nhìn màu cam như cát như sa mạc thiệt rồi. Ui sao 0% nhảy vô lẹ đi. Chứ mình là làm về Temo thấy các bạn rồi. Nhiều bạn kêu mình làm tiếp bắt 2. Nên hôm nay mình làm thôi. Chứ mình chơi thì rất là gà. Chủ yếu chơi vui vui cho các bạn xem thôi. Rồi ok yeah. Đây là con nai con cáo rồi đây. Nó nằm nó cho mình mua đồ hay sao đó. Này âm thanh chỉnh nào nhỏ lại ta. Đây âm thanh chỉnh chỗ nào nhỏ vậy. Chỗ nào nhỏ lại âm thanh vậy. Âm thanh đó. Chỗ nào không biết hả. Rồi ok. Rồi không. Thôi không cần nữa. Để im vậy luôn. Không phải xoắn. Cho này qua đây đi. Rồi mình lên chiêu quay trước nha. Garen này chiêu quy là chặt người ta xong khiến người ta bị câm lặng. Không có nói năng gì hết. Câm lặng là câm luôn, không có nói gì. Ủa sao mình đi xuống đây ta. Ui không biết mình đi đường nào, cứ kệ đi đại. Cái này mình chả biết chơi đâu. Cứ vào chém đại chết thôi. Mình chả biết sao. Con này là con gì. Mình chả biết con này là con gì luôn á. Thôi cứ kệ đi. Nó cầm cái gì mà giống như sáng lá bùa. Ui Garen sa mạc là nhìn cái đao đẹp nữa bạn. Đao đẹp mà người nó hơi xấu. Rồi bây giờ thì chờ nó lên đã. Mình sẽ nấp vào bụi lùm này. Chờ nó lên chéo cho nó một cái. Chiêu này là đòn quyết định. Garen phóng thích bản thân khỏi mọi trạng thái, làm chậm và nhận thêm 30% tốc độ di chuyển. À tức là nó bật chiêu này lên là sẽ đi nhanh đúng không. Với lại đánh người ta thì người ta sẽ bị câm lặng trong 1.5 giây. Wow. Có 1.5 giây thôi bạn ơi. Mình lo mà chặt xong mình chuồn quá không. Quay lại nó chém mình banh xác. Rồi ok. Nít là nè, nít của bạn mình các bạn. Đó, mình rất là thích vào test những con tướng mà có skin. Cho nên anh em, năm giờ để bỏ anh em của mình. Nếu bạn nào có thì có tin tưởng thì cho mình mở nha. Ui con cá sấu nè. Cá sấu nè, nó chạy. Tha cho tao đi, rồi mới biết chơi mà chém tôi ghê. Ui sao cái con đồng đội mình nó sung sức vậy. Nó lên như một vị thần vậy, nó bị chém. Rồi, mình chờ lên chiêu E đã. Chiêu E có chiêu xoay rất là ngon. Đi đâu con sao long. Tao đã bật chiêu lên. Rồi, thôi được rồi em đừng có bắn anh nữa. Láo này. Ăn lính, mình phải farm lính mình mới có tiền mua đồ được. Các bạn thấy không, tụi nó đang khốn với mình rồi đấy. Con kia vô núp lầm hồi máu rồi, sao vậy. Giờ mình chờ lên chiêu E đã. Chiêu E là nó có chiêu xoay. Đi đâu con sao long. Ui thằng Lucian máy gì nó sắp chết với mình này. Ui sao chạy lính bắn thôn vãi. Thôi đi thôi. Ăn con lính. Ăn con lính cái đã. Em xuống đây em cá sấu em cầm phi đao nhìn hung hăng thế. Chạy đi. Lính nó bắn ghê quá bạn ơi. Rồi ok các bạn nhớ. Đi đâu con sao long. Ui sao chém nó thấm dữ nhỉ. Mình chém nó có vẻ thấm đấy. Chưa lên chiêu nữa trời, mình đang chờ lên chiêu mà sao lâu thế. Hồi bình máu đi, tính tiếp. Mình nghe, có rồi nè các bạn. Đây là chiêu E, chiêu xoay tay. Chiêu xoay tay, đấy. Xoay từng chiêu bà rào luôn. Đi đâu con sao lông. Mà cá sấu chết với mình rồi. Mình
nghe nói Garen này là nội tại hồi máu vậy đấy, cho nên hồi máu rất là khỏe, rất là ngon. Bây giờ một chiêu nữa là một thằng chết với mình rồi. Rồi cả sáu này xong phim với mình rồi. Đi đâu con sâu một em. Chiến công đầu dành cho Garen. Garen xem. Ôi bắn ghê cha nội. Rồi được rồi, mày xuống đây. Mình sẽ lên chiêu tiếp theo là chiêu giáp nha các bạn, giúp cho chúng ta tăng giáp, nó sẽ đam chúng ta ít sát thương lại. Rồi xong em, số em tới đây là bận rồi. Đi đâu con sâu, chưa chết hả, chưa chết hả, tóc biến lên giết luôn rồi, rồi đi không chớ bạn, hai mạng đầu tiên tuyệt vời. Rồi giờ chờ chiêu say mình ăn lính nè, mua đồ nữa là ok, quá tuyệt vời. Ui giờ Garen chơi phê quá bạn ơi, nó câm lặng người ta xong nó xoay rồi, xoay tay khỏi nói luôn. FA thanh niên Garen FA xoay tay. Ai mình sẽ lên chiêu E xoay tay tiếp nha, mình thích xoay tay lắm, xoay tay nó đã giấc miếng lính này đã lắm. Ơ xuống đây báo thù hả em, thích là anh chơi với em thôi, cứ có xoay tay là mình xoay lên phàm lính kiếm tiền về mua đồ ăn, nó đói quá rồi nó mới dám xuống đây đâu, nó bị mình giết mẹ nó sợ rồi. Ăn con lính to nè. Ui giờ anh thanh niên này đeo đo đi đâu đây, anh cá sấu ngu người kìa. Chuồn. Cái đó mình đáng ra mình giết được nó đấy, nhưng mà thôi sợ quá, mình đang có ít báo, mình thấy nghi nghi nè. Thôi sợ đi, biến già đi mày, không phải giết mày lần hai đấy. Xoay tay đi, giết mày lần hai. Ui vãi. Thằng chó đẻ nó vô để mình đánh, mình vô trụ đánh tướng người ta là chúng ta sẽ bị nó đam nè. Rồi mày vô đây, dọn mày vô đây. Có dọn mày vô đây. Mình còn nhiêu này máu chứ mình vẫn giết được nó đó bạn. Nó mới cấp 4 rồi à, mình cũng cấp 4. Rồi được rồi. Lên cấp 6 sẽ có anti. Rồi ok, chiêu này là chiêu xoay tay phán quyết. Chiêu này là lòng dũng cảm. Là hồi giáp nha các bạn. Rồi xong em rồi, xong em này rồi. Ui sao nó câu dữ vậy? Đam nó không thấm luôn à. Tiếp tục lên chiêu xoay tay đi. Chơi mình tàn lên chiêu xoay tay thôi. Ừ được cái đó để tao chết mẹ rồi, nó kêu thêm đồng minh cá sấu rồi. Mình sẽ cố gắng giết cái thằng Lucian kia, mày chết cho tao. Đi đâu con sâu, đi đâu con sâu, chết mày láo thằng con, đang liên tục lập công á, mình lập công liên hoàn nó khoái. Sai nè, đi đâu con sâu lòng cá sấu, đi đâu nó quay lại. Đi đâu con sâu. Xoay đây, chưa có chưa xoay, chờ có chưa xoay, mình xoay. Đấy các bạn, mình đang dư ca chính. Ui có anh ti nữa bạn. Đó, bây giờ thì mình cắm. Thì cái anh ti này là công lý Demakia gì đây. Nó cắm cái kiếm vô đầu luôn, chết luôn. Các bạn cứ nghĩ thì bị kiếm cắm vô đầu mà không chết được cũng hay đấy. Rồi, con ca sấu này có. Xuống đây cha, dụ ra xuống mình mới giết được chứ, lên trụ sao giết. Mà chắc mình qua mình giết cầu bên kia quá. Thôi, mày về đó đi, mày cầm cái lá bùa đó mày đi nhông nhông. Thằng này nó là máy, nó không hiểu mình cho nên mình nói là nó ủa cá sấu lắm nhưng mà sung sức ở đấy chọn nó chết thì tội lao lao. À, bây giờ mình ra nè, bây giờ mình ra là nó có đứa chết nè. Ui à, đi đâu con sâu, đi đâu con sâu, thành tây nè. Ui chết à, vai hy sinh nó luôn chắc đó, giờ chết cũng được không sao cả. Mình giết được đứa là được rồi, biết do đó do trụ là chết rồi, nhưng mà thôi cứ kệ cho bạn, chẳng tiện về mua đồ đúng không. Đó, vừa vào là được 2003 rồi, này là 200 máu, 15 sức mạnh công kích, 40 sức mạnh công kích hả, giờ mình mua cái này ngon hơn. Ôi, cái nào đằng nào cũng phải mua cái búa gỗ này, mua thêm này lên máu ok. Rồi vậy là gần đủ đó, bây giờ đủ 900 mua cái búa nữa là được. Rồi mua thêm 2 bình máu đây, 3 bình máu. À, ok, mình sẽ di chuyển lên cho nhanh nha các bạn. Đi bộ nó lâu lắm. Ta đi xe máy rồi nhanh cho mình di chuyển là phương án nhanh nhất. Rồi, anh đã trở lại đây em yêu. Em yêu cá sấu của anh. Giờ làm sao phải xoắn em. Sao phải xoắn. Ui, nó đi rồi, thôi kẻ tha mạng nó đi. Mình về mình farm trong lính này cho nó lành. Đấy, farm lính có tiền đó mà các bạn. Mày về dùm đi, mày đậu nó giết mấy lần rồi đấy. Coi nó nhiều rồi. Mặc dù nó chơi máy nhưng mà ui không hả, ghê đấy, cũng cố gắng thủ ghê đấy, để mình mềm giết hai cái gòn này. Rồi anh cá sấu xong phim của mình rồi, xong phim một em cá sấu. Trời ơi tuyệt vời quá đi, đúng là những cái kiếm này là nó sắc bén quá.
Chiếm phát nào, chiếm phát đó. Thằng kia xuống đây. Mày đừng tưởng mày cầm súng mà tao sợ mày nè. Đây nè. Xuống đây, sao phải xoắn nha. Chơi chứ nấp nấp vô trụ là không thích rồi. Nấp nấp vô trụ là không thích rồi. Mình giữ chiêu ở đây đó. Ui rồi phê chưa, bị nó bắn cho một cái. Nên chặt trụ luôn cho rồi. Thằng này lâu lì quá. Bắn tao làm gì mất công, tao không có thèm đi đâu. Mày bắn tao thoải mái, tao sẽ chặt trụ này kiếm vàng. Rồi lính ra anh xoay rồi chết. Lính này, lính này, lính này. Thằng kia là thằng Lucian, tên của nó là... Ui tôi chết tôi, hết lính. Quên mất, hết lính là sẽ bắn mình nha các bạn. Đi đâu con sâu, láo láo này giờ núp núp. Xoay nè con. Đấy, giờ mình trâu lắm. Mình vừa lên được cái ui tôi chém hụt đấy. Mặc giáp là cho nó lạnh. Đấy mình có anh Tây lại rồi đó các bạn. Tí nữa là có đứa chết với mình rồi đó. Rồi xuống đây, giờ mình lừa ở xuống đây. Cho nó một cái kiếm cho đầu rồi chết quen có gì đâu mà. Vô đây em, tóc biến mình đã hồi lại rồi. Ok, tí nữa mình sẽ tóc biến. Lính hại em. Lính mình vô rồi thì mình có thể vô đó tham trụ. Nhưng mà nếu mà mình đam trúng người ta hoặc là người ta đam trúng mình thì chắc là mình cũng bị trụ bắn như một vị thần á. Tao kêu rồi mày xuống đây, mày đừng có đi với nó. Xuống đây dụ nó tao giết cho, không chịu. Đang 5-1 phê vãi. Trời ơi, xuống đây em cá sấu. Em ở đầm lầy thì anh tiện em về đầm lầy, em đâu cần ở đây. Xuống đây. Rồi, quay cái đám lính này chưa đây. Quay cái linh hồn, quay không chết là sao nhỉ? Chưa lên sức mạnh cho nó. Chưa có chết được. Chết đi em. Rồi lên cấp, đang chiêu đầu. Chiêu đầu chiêu chặt. Nó ra hai con rồi kìa, đi xuống đi. Đó, cho nó giết hết lính rồi. Mày cứ thích sung sức mày lên đó nha. Mày tao để mày chết luôn. Rồi mày bớt láo. Rồi anh cá sấu. Anh cá sấu này chết với mình chắc rồi. Một chiêu chặt bình thường thôi là chết rồi. Bây giờ con Lucian này mới ăn anh tì của mình nè. Rồi xong chưa. Em quyết định chưa. Em quyết định chưa hơn. Chiêu mình chưa hồi, đen quá. Chiêu mình chưa hồi không nó chết rồi. Rồi không sao, tuần sau nó sẽ chết thôi. Để mình chờ chiêu xoay tay của mình hồi đó. Còn 4 giây nữa rồi. Mẹ mày chơi trốn mày. Có giỏi lên đây chứ làm gì phải trốn. Mình là dân chơi mà. Giờ mình thử vô trụ coi nó bắn mình nhìn được nhiều không ha. Mình thử xoay nó luôn coi. Rồi em. Ui, sao phải xoắn thế. Coi nó bắn mình nhiều máu không. Cũng bình thường các bạn, không nhiều lắm. Cái này thì khỏi lo. Tí nữa mình bật giáp lên nữa thì nó sẽ bắn ít hơn nữa. Rồi xong tụi mày rồi. Này anh chặt trụ em thôi. Rồi xong rồi đó. Bây giờ là mình xong chưa. Kết thúc mày tại đây chưa. Rồi phải phải choáng. Phải đắng lòng mày choáng. Mình cả xấu chó đẻ. Mày nhớ mặt vào. Ai thôi mình mua đồ luôn. Mua cái rìu đen. Do nó màu đen nó đặt là rìu đen luôn hay sao các bạn ơi. Đây là 400 máu hả. Này là cũng là sát thương đúng không. Mua cái kiếm này đi. Tăng về sức mạnh công kích. Tí nữa mua thêm cái cánh tay que. Cánh nắm đấm của Zarium nữa là mình sẽ được lên cái móng vuốt. Rất là mạnh nè các bạn. Rồi lên thôi. Hết dịch chuyển rồi. Dịch chuyển còn tới 50 giây nữa. Đi bộ lên thôi. Đành đi bộ. Ui tí nữa. Thanh niên cá sấu nghe lội nước à. Nước đâu ra em lội ngon thế em. Đây 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 đây. Mày dụ nó đây. Tao mình sẽ chặn đầu nó. Đây đây chặn ngay cái đầu này là nó hết đường chạy với mình. Nè bạn, chặn chơi trên đầu nó là nó chạy về nhà, không thể nào thoát được. Hai con đúng không? Rồi được. Đây đây đây, ủa mình đi đâu rồi? Vãi, sao mình ngay đây đấy? Cái đéo nào mà dám hành hạ bồ tao. Hành hạ bồ tao. Ui giời vãi choáng. Mày nhớ cái mặt mày đấy. Vãi cả linh hồn chứ. Xin cho đây em. Cho mày ăn lên tì, eo chết à. Rồi sinh tử nó luôn chứ giờ biết làm sao. Ôi vụ gì đây. Vãi đắng lòng hai con trắng máu. Mình sẽ cố gắng đi vòng này trả thù nó, không biết không biết nó có lùi lại không biết. Rồi mày ôi vãi chết một con. Chôn rồi đừng có đừng cơ được rồi. Thằng kia nó thấy mình nó chạy lẻ quá máy mà chơi khôn vãi đấy. Rồi vòng qua đây ăn con a xe này luôn thử có được không. Trụ đang còn mà. Đi đường này nè ăn khùng. Mày đi đường đó để trụ bắn nè. Mình chơi mà nó không nghe lời mình gì cả. Này vòng qua đây nè. Ui tóc mò bờ ai vậy. Đường này trụ nó cũng chưa bắn xong à. Chán thế.
Cái này là dùng để bắn nha các bạn, dùng cho nhanh. Nhưng mà thôi khỏi đi, mình đi cái tới nơi mục tiêu rồi. À, góc mau bọn mình. Ok, xoay luôn. Ui giời, lên vô nè, lẹ farm trụ luôn, nó làm lao lao vậy. Banh trụ chúng ta cũng sẽ có vàng nha các bạn. Rồi xong, được mấy trăm vàng, xèo quá. Đấy, con kia cầm cung phải không? À xe, đấy đấy, cầm cung băng giá là không ngăn. Rồi, em xong rồi, em xong rồi. Cái con chiêu Cosmo nó vừa chơi cái chiêu làm cho đối phương bị chậm như rùa, khiến cho mình mới bay dám bay vô các bạn. Cho nên không, mình sao mà dám bay vô được. Rồi, giờ nó muốn bắn thì cứ kẻ được, mình cứ lo với cái trụ này. Ôi giời, chậm làm gì, có ai giết được em ăn không nè. Rồi, AC, tao chơi này luôn. Chết, thấy không bạn? Mình vô trụ, đâu có thấm máy đâu. Rồi, bây giờ canh giết cái trụ này đã. Vai, lính bị chết đó rồi. Lính đâu? Cốc mo, mày đem lính lên đây coi. Đó, anh thích điều đó. Giết luôn cái trụ này. Yeah. Còn cái... Ui, sao dưới đây nhiều thành phần nguy hiểm vậy? Cái này là không được rồi. Để nó hoành hành quá thôi, mình xuống phụ cho cái thằng đó một chút. Nó vẫn không bạn ơi. Thằng đó thủ khách trâu. Chưa chết mạng nào là ok đó. Đỡ mình cũng chết hai mạng rồi, chết gì. Rồi, xuống đây. Giải quyết hai này luôn. Nhắn gì? Bật giáp lên rồi xoay thôi. Anh đã đến và anh sẽ tham gia bữa tiệc cùng các em. Chết rồi bạn ơi, mình thấy nó hơi trâu. Rồi, giết nó, một em. Anh tay nè em. Ui, chưa chết à. Chưa chết. Ờ, chết rồi. Ui, tôi vai, bây giờ kia cay hết rồi. Đậu mà chạy được lắm con chó. Thôi, kệ cho nó ăn mạng rồi, cho nó vui các bạn ơi. Bây giờ chưa ăn được mạng nào. Thôi, biến về mua đồ luôn. 2007 rồi. Đấy, mua được nắm đấm rồi nè các bạn. Móng vuốt, steret gì đây. Đọc chả hiểu gì cả. Mua được chưa? Rồi được rồi, bây giờ lên cái này hả? Cái này là sức mạnh công kích nè. Chúng ta sẽ mua thêm những cái đồ khuyên dùng này đi. Biết được ông ta. Cái này cũng tăng giáp với tăng máu. Cái này là tăng sức mạnh công kích. Cũng chưa đủ mua nha. Thôi để dành xíu đi. Ok, giờ dịch chuyển của mình đã có rồi thì mình sẽ dịch chuyển lên. Để coi chỗ nào lính đứng đông mình lên giúp nó. Đây, chỗ này có một con nè. Chỗ này cũng có một con nhưng mà mình chờ lính nó lên đã. Mình dịch chuyển cho con lính. Đó, có anh lên anh cover em đây. Vai bây giờ mình dịch chuyển chỗ kia có 3-4 thằng luôn chứ. Thôi quay lại chỗ giữa đi. Đấy, bây giờ mình chặn đầu ngay chỗ này, mình giết hai con này nè. Rồi. Em cầm cung và cái em tóc nhím hổ báo gì đây. Em mặc cái tấm da hổ nhìn hung hăng em. Thấy nha. Bây giờ hung hăng của em là đã hết rồi nè. Rồi, xong phim hai em tại đây. Rồi, một em, ủa không mau ăn à. Tóc mò ăn à. Diet của tao một con. Đậu phộng mày biến về đây. Mày cứ nhảy đó mày ăn rồi của tao hay thật đó chứ. Ui giờ lại mấy thanh niên này lại hổ báo dưới đây. Rồi hai con này. Nó thích hổ báo với mình. Mình lại chặn đầu nó giết nó. Này chơi với máy nên nó hơi ngơ ngơ các bạn thông cảm nha. Nhưng mà mình vẫn được 12 chứ hỗ trợ 2 rồi. Ok. Quá tuyệt vời. Chứ các bạn chơi đánh với người là đánh ghê lắm á. Đừng có thấy mình đánh với máy này mà tưởng người nó cũng vậy. Không chưa? Bây giờ cá sấu anh sẽ tiện lên về đập lầy nè. Rồi chán cái gì nữa. Ủa đâu rồi? Anh tay luôn. Láo, cắm luôn. Đó là cứ cắm đi. He he. Mình đã tăng sĩ số dân cư lên 11-2 rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình qua đây hỗ trợ anh Cốc Mo. Ui giời, Cốc Mo bị gì vậy? Em đứng như trời trồng. Trời, em chết luôn rồi. Rồi, bọc được 3 này nè. Đó. Cần 3 luôn. Không. Ngán gì vết bận. Mấy treo lông. Ủa bị vậy? Sao lại lên đây? Giết được con Lumica đó. Rồi ok, chuôn. Thôi đi cho anh nội, bật giáp lên. Chuôn thôi các bạn ơi, nơi qua ép em rồi. Rồi, anh có chiêu lại làm em đưa với anh. Chết. Chạy. Tóc biến nè em. Làm gì được, lên đây. Thích vô đây. Ui giời, ba con. Thôi chuồn. Hồi máu cái đã đây là tính tiếp bạn ơi. Mình thấy nguy cơ nó đang cận kè. Để lên đây mình dụ nó giết nó nè. Xong chưa? Bây giờ tụi em là chết với anh nè. Với anh tình nhiều vào chết. Vãi, con kia nó chạy được à? Thích chạy không? Đâu rồi? Chạy, biến về nữa chứ. Tao chưa đi mà mày biến về làm gì?
Rồi, anh này hồi nãy cũng hành hạ mình ghê lắm. Double kill. Ngon chim. Dạ các bạn, mình cần luôn chứ sợ gì. Rồi, thằng này xuống nữa à. Xuống đây. Em bắn gì mà như chưa từng được bắn nghe không? Đủ chưa? Bây giờ em thấy em chết chưa? Bắn cho cố vô. À, 15-2, ngon chưa? Bắn cho cố vô rồi chết. Đúng rồi, thình liền. Rồi, anh hổ báo lại xuống rồi. Anh hổ báo trường hổ giáo. Cho mày một chặt nè. Cho mày một chặt nè. Lao lao. Mặc cái tấm da hổ tụi mình sợ sao á. Dạ đây. Rồi, đi 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 qua đây dụ dụ anh ra thôi, mình quay lại giết, mình giết ảnh. Mày chạy xuống kia đây dụ nó xuống. Không biết kế hoạch của anh em gì cả nha. Ủa đây đây đây, một con. Ơi có trụ rồi. Thôi kệ, qua giết 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 bên đây luôn ơi. Anh tây hồi luôn rồi mà, sợ gì. Không ra. Rồi em nào, hồi kia nó chạy mất tiêu rồi. Giờ dụ dụ nó xuống nè. Đó, mấy mà các bạn dụ dễ lắm. Chắc ra. Anh tây luôn nè. Thằng kia xuống đập mạng của mình nữa kìa các bạn. À, bây giờ là mình thấy mày đập mạng chưa? Mình thấy mày ngu người chưa? Khi mà tao cho mày đi rồi mày không chịu đi. Chết luôn đi cha nội, cho đi cho cố vô. Đây đây thằng này nữa nè. Thằng này cũng đập mạng luôn nè. Ui, xong. Xong luôn, double kill lần 2. Tuyệt vời, 18-2. Còn giờ 2 nữa, nó không là 20 đó các bạn. Rồi xoay đi. Bây giờ vô chắc cân trụ lẹ win luôn quá. Vậy là quá đủ rồi. Các bạn cũng biết được sức mạnh của Garen rồi đúng không? Em này đi đâu vậy? Anh thích làm chơi em trong trụ luôn. Ủa chưa chết hả? Sao phải chữa cái? Đắng lòng thằng đó nó chạy lẹ dữ. Là mình trắng máu luôn rồi. Cá sấu mày ra đây. Nhiều dây máu là đủ chơi mày rồi. Cho nó giết hết lính đi rồi nó cũng chuồn ra. Chết, có người bảo kê. Có người bảo kê các bạn ơi. Gì đây? Giết đường con thì chết cũng được. Không sao. Rồi ok, giết được con cá sấu. 29-3. Mình đã trở thành huyền thoại nên mới ngại chứ. 4800 luôn, trời ơi, này dân mình lên full đồ công kích luôn quá. Rồi lên được cái kiếm này. Còn dư 1900. 1900 làm được gì trời. Cái này để mình coi ra bên đây nó có còn gì không. Đánh chí mạng 15% tốc độ đánh nè, Garen lên tốc độ đánh thì chơi. Lên nào nữa ta, bây giờ còn dư nè. Cái này là cái gì? Nhận 300 máu, kháng hiệu ứng như tài le nè. Còn dư tới 2000 luôn bạn. Chắc mình mua cái giáp quá. Có gì tăng phòng ngự đi cho nó trâu. Đó, đây này 2900 ngon nè. Tăng máu đi. Đó, làm chưa? Mua thêm máu vô. Rồi lại có dịch chuyển đã có lại rồi bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lên cân cái bọn này. Đó, dịch chuyển ngay con này xong quay lại giết cái mấy đứa này nè. Rồi, võ tổ mấy em đây rồi. Rồi bây giờ nó trâu kìa. Xoay nó chết queo rồi. Thôi bye bye em luôn đi. Double kill này. Qua đây coi. Không biết còn kịp để mấy cái kêu không. Nhưng mà chắc là không đâu. Thời gian mình thấy nó ngắn lắm. Thôi nó chạy mất tiêu rồi. Chán thiệt. Ui giời, thanh niên trắng máu chuồn ngay vào luôn. Rồi chết luôn rồi. Thế là thua. Mình đang định cân tiêm mà nó hạ gục mất tiêu rồi. Thôi vào lấy trụ đi. Qua bên đây cân trụ được win luôn cho rồi đi. Bao nhiêu đó là các bạn đủ thấy sức mạnh Garen rất là khủng khiếp. Nếu chúng ta lên đồ đầy đủ đúng không? Người chị bọn lính này xoay phát là banh xác ngay. Ai đâu ai? Anh hổ báo, anh tha cho em. Em có tội tình gì đâu. Có tội tình gì đâu mà anh lại với em. Chạy đâu rồi, thằng kia mày chuồn lẹ lắm. Còn em vô trụ luôn. Sao phải xoát. Rồi em chạy đâu. Vai, nó chạy lẻ quá. Không có kịp. Rồi, tha mạng nó đi. Thằng nào cũng win mà. Ok, trụ địch là bị phá quỷ. Bây giờ phá cái trụ này nữa là xong phá mấy chục trăm là được win rồi. Rồi mày phá đi, tao đi giết tụi nó, đi săn lùng tụi nó. Rồi, đã có thêm thành. Ừ, mình vẫn ăn. Một chặt nè, biến vô đó đi. Đó, chui ra nữa. Đây, một con. Đây, nó thục cái gì bay ghê. Chui ra rồi chui vô lại hả em? Em rảnh quá mà. Đây, một chặt nè. Dành cho em một chặt nữa nè. Rồi, không ổn rồi các bạn ơi. Mình đang bị nó hành hạ. Ai, thằng này chết với mình. Thằng, trời, không biết, không kịp. Trời ơi,
rồi, ơi đất rồi. Giết được một con, giết được một con AC rồi. Lên 24-3 rồi, tuyệt vời. Ui, hồi máu, hồi máu, hồi máu. Hồi máu gấp, hồi máu gấp. Ủa mình đâu rồi? Ơi, nó kia, nó kia. Nó kia. Ai sẽ là người chơi tiếp theo? Rồi, mình là người chơi tiếp theo. Mọi người quên lẹ đi mấy cha nội. Mà mấy ăn máy nó đâu biết chơi đâu mà quên. Hậu phòng là mình kéo dài thời gian thêm nữa chứ. Wow, giờ bên mình bị trí kìa. Bên mình bị trí như một vị thần. Ai, xong cái này mình sẽ win luôn nha các bạn. Rồi, đây là 500 máu, 60 giáp. 500 máu, 50 giáp. 500 máu, 60 giáp. Cái này thêm được chí mạng rồi. Cái này ngon hơn đúng không? Mua cái này liền. Ui, này tăng máu rồi, dữ dằn rồi. Hình như là mình bị full đồ rồi các bạn ơi. Giờ bán cái này quá. Chắc mình bán cái này. Để mình mua thêm cái gì đó nó trâu trâu cho nó hung hăng. Đó, mua 380 máu này nè. Đó, hùng hăng chưa? Máu mình lên được 3k3 rồi nè. Rồi xin lẹ lên cover anh em coi nào. Rồi, này là quyết chiến lần cuối cùng nha các bạn. Đi lên đợt này là mình win luôn á. Rồi, anh mang trong người tấm da hổ. Hổ báo à. Mình 24-4 à. Thành niên này sẽ là góp phần vào thêm một mạng của mình là 25. À, xong chưa? Em đánh nãy giờ phê chưa? Em phê chưa? Phê thì em về nhà em hồi sinh đi. À, bây giờ mình bọc đầu này lên, giết cái con này luôn nè. Đó, con tờ Tritana này, tên khó đọc vãi. Ui, anh cá sấu cũng sắp chết rồi kìa. Nhanh. Trời ơi, đi chậm vậy. Ui ơi, không giết được rồi. Vãi thiệt chứ. Đây, mày chạy đâu? Mày chạy đi đâu, một em? Ui, cái con kia chạy nhanh quá, con cá sấu nó lẹ quá, không là mình giết được nó nữa rồi. Lucian hả em, chào em. Rồi, chết luôn rồi, có một kêu luôn. Hay lắm. Ui, thành niên cá sấu. Vô, giết nó luôn. Ngại gì mà không chơi, triple kill. Tiếp theo là thành niên nào đây? Đây, chết không? Vai không chết. À, thế là thua rồi, mình chết rồi. À vậy thì mình đem chậu đó lẹ luôn nha các bạn. Win cho nhanh luôn. Em còn ra đây làm gì nữa, em lo mà về nhà đi. Anh lo rồi. Chết. Mình lại không phải, thằng kia ăn mất tiêu rồi. Không mò cho điên ăn rồi. Phải. Đó, ngon chưa? Ok, kết quả mình là 28-4, hỗ trợ 4. Và trận đấu mình đã win. Này đánh với máy nha, mình chỉ tiếp tướng ra đen. Ra đen sa mạc. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình. À, nhớ nhấn like và nhấn vào subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình. Tất nhiên nếu bạn nào có tài khoản Liên Minh mà nhớ cho mình mượn để mình vào test những con tướng với những cái skin cực đẹp khác nha. Ok, bye bye các bạn.